Thưa quý vị, ngoài các phương pháp xét nghiệm đang được thực hiện để khẳng định một người có mắc COVID-19 hay không, sẽ có thêm một phương pháp xét nghiệm khẳng định mới, nhiều ưu việt, đó là phương pháp GenExpert. Nếu được Bộ Y tế thông qua quy trình kỹ thuật thì đây sẽ là một phương pháp mới để phát hiện sớm người nhiễm COVID-19. Vâng, và đáng nói là đây vốn là phương pháp được sử dụng để xét nghiệm vi khuẩn lao với độ đặc hiệu và độ nhạy rất cao. Đã được triển khai tại Việt Nam từ năm 2012, hiện đang có hơn 200 máy trên cả nước. Như vậy là có thể nói người bệnh đến khám lao tại các bệnh viện phổi còn được sàng lọc COVID-19. Theo Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Viết Nhung, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, xét nghiệm GenExpert là phương pháp được sử dụng để xét nghiệm vi khuẩn lao với độ đặc hiệu và độ nhạy rất cao, đã được triển khai tại Việt Nam từ năm 2012. Đến nay, Việt Nam có 218 máy xét nghiệm GenExpert ở 63 tỉnh thành trên cả nước, rất thuận lợi trong việc tiến hành xét nghiệm COVID-19. Bệnh viện Phổi Trung ương cũng đã nhập đợt đầu là hơn 16.000 test từ Thụy Điển với nguồn kinh phí của Quỹ Toàn cầu để sử dụng cho hệ thống này. Dựa vào kinh nghiệm chẩn đoán lao, các bác sĩ tại bệnh viện phổi có thể sử dụng các sinh phẩm, hóa chất khác để xét nghiệm chẩn đoán COVID-19. Như vậy, đi khám lao tại các bệnh viện phổi, bệnh nhân sẽ được sàng lọc COVID-19 bằng xét nghiệm GenExpert. Nếu được Bộ Y tế thông qua quy trình kỹ thuật thì đây sẽ là một phương pháp mới nhanh chóng phát hiện sớm người nhiễm COVID-19. Mình có máy rồi, phương pháp thực hiện, rồi cách vận hành cái máy đó thì là tất cả cái điểm mình có rồi, dựa vào kinh nghiệm của chẩn đoán lao. Cái này là sinh ra là để chẩn đoán lao, GenExpert chẩn đoán lao trước. Còn bây giờ mình chỉ việc là thay đổi sử dụng cái cartridge, tức là những sinh phẩm hóa chất khác mà người ta làm đồng bộ để dùng cho SARS-CoV thôi. Cho nên là kỹ thuật viên của chúng ta là tiếp nhận được ngay lập tức, làm sẽ rất nhanh, đã làm quen cái hệ thống cũ từ trước rồi, hệ thống sẵn có rồi, chỉ thay đổi cái phần cartridge thôi. Hệ thống của chương trình đã máy expert là gần chục năm nay, triển khai trên phạm vi toàn quốc 218 máy. Ngay Đà Nẵng bây giờ có 4 máy. Bây giờ để cài đặt của nó chỉ mất 1 phút thôi. Và bây giờ đã triển khai tất cả những cái panel, những cái nó gọi là hệ thống mẫu để kiểm thử. Chúng tôi lấy từ Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương với những cái nồng độ virus khác nhau. Thực ra nó cũng gọi là virus mà cái vật liệu di truyền virus thôi. Thì tất cả những kết quả đã trùng khớp 100%. Được biết GenExpert bản chất là xét nghiệm real-time PCR. Nó có nhiều ưu điểm như là hệ thống hoạt động hoàn toàn tự động từ khâu tách chiết, trộn đến phân tích. Thời gian rút ngắn chỉ còn trong vòng 45 phút và không hề có sự can thiệp của con người. Với phương pháp này, con người chỉ can thiệp chủ yếu vào khâu lấy và vận chuyển mẫu. Điều cần thiết là khi tiến hành làm xét nghiệm cần có phòng an toàn sinh học cấp 2. So sánh giữa phương pháp xét nghiệm khẳng định COVID-19 là PCR và GenExpert, các kết quả đang trùng khớp 100%. Nếu làm theo phương pháp real-time PCR thông thường thì phải lấy phẩm, phải tách, rồi thủ công và phải chờ, thường là phải chờ cho đủ số lượng rồi mới chạy theo ngày. Còn bây giờ không phải chờ gì, không phải tách gì, thủ công gì, đấy là hoàn toàn chủ động. Chỉ việc là đưa phẩm vào cái là chạy từng bệnh phẩm một, đang chạy mà có bệnh nhân khác lại lập tức chạy bằng module tiếp theo, không hề bị cản trở. Ngay trong cái đêm hôm qua chúng tôi cũng cùng lúc chạy, trong cái đêm trước các bạn đã chạy được liên tục 4 bệnh nhân. Còn trước đây chúng ta chẳng hạn như là nếu chúng ta đang chạy thì lúc máy chạy rồi chứ phải chờ bao giờ chạy xong nữa, chạy xong mấy tiếng nữa thì mới có thể đến chạy cái mẫu thứ hai. Hy vọng rằng với cái triển khai như thế thì Bộ Y tế sẽ phê duyệt kỹ thuật một cách thường quy. Chúng tôi sẽ cử anh cán bộ vào Đà Nẵng để triển khai sớm nhất. Rồi gần đây chúng ta thấy Hải Dương đang rất là phức tạp. Chúng tôi sẽ chuyển hệ thống máy xuống để Hải Dương cũng đã có máy rồi. Chúng tôi sẽ chuyển cái công nghệ xuống để chúng ta có thể làm. Rồi một số tỉnh như là Quảng Nam cũng diễn biến rất phức tạp. Thì một số những cái tỉnh mà có tình hình nặng nề chúng tôi sẽ ưu tiên triển khai đầu tiên. Theo các bác sĩ, đây còn là công cụ mới để bảo vệ bệnh viện và các nhân viên y tế trong giai đoạn dịch bệnh như hiện nay. Bởi các kết quả chỉ sau 41 đến 51 phút đã có và bệnh viện có thể nhanh chóng khoanh vùng, cách ly ngay để tránh việc người bệnh đi lại nhiều nơi, lây lan ra cộng đồng. Được biết, phương pháp xét nghiệm này được phê duyệt bởi FDA Hoa Kỳ vào tháng 3 năm 2020, được sản xuất ở Hoa Kỳ và ủy quyền sản xuất ở châu Âu. Hiện nay được sử dụng ở nhiều quốc gia trên thế giới với sự điều phối của Tổ chức Y tế Thế giới.